Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Mưa lớn khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Hôm qua ngày 8 tháng 10, đồng chí Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại huyện Minh Hóa. Đồng chí Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai và đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại xã Tân Hòa và một số điểm xung yếu trên địa bàn huyện. Đồng chí lưu ý, lãnh đạo huyện Minh Hóa cần bám sát phương châm 4 tại chỗ, tập trung phương tiện, nhân lực nhằm chủ động việc di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, bố trí lực lượng canh gác tại các tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt để ngăn người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời có kế hoạch dự trữ, cấp phát lương thực, thực phẩm, đảm bảo không để dân đói khi ngập lụt kéo dài. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dâng cao, nhiều tuyến giao thông, nhiều địa bàn bị chia cắt ngập lụt. Tính đến 7 giờ ngày 9 tháng 10, tại huyện Minh Hóa có 16 bản của 3 xã Trung Hóa, Dân Hóa, Thường Hóa bị chia cắt, 12 điểm cầu tràn, khe, cầu bị ngập. Có 3 thôn của xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, 6 bản ở xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Các xã Trường Xuân, Trường Sơn, Hiển Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh của huyện Quảng Ninh bị chia cắt giao thông. Có 7 bản của 2 xã Lâm Thủy và Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Một số thôn của xã Cảnh Hòa, xã Liên Trường và xã Phù Hòa, huyện Quảng Trạch cũng bị chia cắt. Toàn tỉnh có gần 5.000 nhà dân bị ngập lụt. Hiện đã di dời gần 270 hộ dân đến vùng an toàn. Chuyển sang một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tập trung đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện quyết liệt đồng bộ giải pháp tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát dự án đầu tư công. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khối lượng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước quý 3 ước thực hiện 1.300 tỷ đồng, tăng 99,2% so với quý cùng kỳ năm 2019, 9 tháng ước thực hiện 2.544 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2020 ước đạt 55%. Những tháng cuối năm 2020, cấp ủy đảng chính quyền về hệ thống chính trị ở đơn vị địa phương tiếp tục chỉ đạo các biện pháp triển khai thực hiện nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất theo quy định tại nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. Nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, 9 tháng đầu năm 2020, thị xã Ba Đồn đã huy động và đầu tư hơn 244 tỷ đồng cho lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong đó, vốn nhà nước gần 93 tỷ đồng, vốn các dự án và các nguồn khác hơn 151 tỷ đồng. Hiện thị xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình chuyển tiếp năm 2019, đồng thời triển khai mới một số công trình như công trình đường giao thông cầu Quảng Hải đi Lạc Giao, đường liên phường Quảng Thọ đi tổ chính phủ Chính Trực, phường Quảng Long, hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính các xã vùng Nam. Công tác thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện đúng quy định, giải ngân vốn công trình đúng tiến độ, chất lượng công trình đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kêu gọi thu hút các nhà đầu tư quan tâm thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, các dự án này đang gặp phải khó khăn trong xây dựng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thẩm định giá. Dự án khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần Hưng Đạo tại phường Đông Phú và phường Nam Lý của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt được phê duyệt tại quyết định số 3427 tỉnh Quảng Bình ngày 29 tháng 9 năm 2017. Quy mô dự án 4,3 ha, bao gồm 98 căn nhà, trong đó 12 căn biệt thự và 86 căn liên kề. Dự án hoàn thành sẽ tạo nên một mô hình nhà ở cao cấp biệt thự với các thiết bị ngôi nhà thông minh. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đồng bộ, hệ thống công viên cây xanh, hệ thống tiện ích dịch vụ khai thác tối đa các tiềm năng của dòng sông Cầu Giao.
Tất cả những định hướng trên nhằm mục đích tạo nên một không gian sống và sinh hoạt đầy đủ tiện nghi, hiện đại và văn minh giữa trung tâm thành phố Đồng Hới. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 4 hectare, đạt trên 90%. Phần còn lại chưa thực hiện do một số khu vực chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Kiến nghị với Ủy ban tỉnh và Sở Xây dựng cùng với các sở ban ngành là sớm giải phóng mặt bằng và bàn giao cái mặt bằng sạch để nhà đầu tư thi công cho đảm bảo đúng cái tiến độ hợp đồng đã ký kết. Ngoài cái mặt bằng trong dự án ra thì ở đây có cái tháo dỡ hai cột. Cái cột anten nằm ngoài dự án nó cũng ảnh hưởng một phần vào dự án, đó là thì Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tháng 8 đã có văn bản chính thức là có kế hoạch cụ thể về cái lộ trình tháo dỡ cái cột. Còn đây là dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Tiến và công ty cổ phần đầu tư CIC. Dự án được phê duyệt từ năm 2017 và triển khai xây dựng từ năm 2018. Cho đến thời điểm này, đơn vị đã đền bù giải phóng mặt bằng trên 18 tỷ đồng, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước gần 37 tỷ đồng. Song hành với đó, đơn vị triển khai hoàn tất các khâu của dự án như đánh giá tác động môi trường, khảo sát thiết kế dự án, công tác rà phá bom mìn và các hoạt động khác. Số tiền mà công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Tiến và công ty cổ phần đầu tư CIC đã đầu tư vào dự án này trên 79 tỷ đồng. Thế nhưng do thay đổi quy định về nhà ở thương mại của Bộ Xây dựng, quyết định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm định giá dự án nhà ở thương mại, vì thế công ty rất khó có thể đưa vào đấu giá khu nhà ở thương mại này. Trước đây năm 2017 là hội đồng định giá là 173 tỷ, nộp thuế nhà nước là 73 tỷ, còn trong đó là gồm cả xây lắp, giải phóng mặt bằng, phần hạ tầng. Đến giờ chứ là còn vướng đến là hội đồng định giá. Thì theo như chúng tôi được biết á, thì hội đồng định giá lên trước đây là gấp gần như hai lần, nộp thuế nhà nước là phải đơn vị chúng tôi là phải nộp lên đến khoảng 240 tỷ nữa. Nếu như hội đồng định giá như này thì chắc công ty chúng tôi cũng không thể làm được nữa. Hiện nay Sở Xây dựng Quảng Bình đang triển khai 37 dự án, trong đó có 29 dự án khu thương mại nhà ở, 5 dự án khu đô thị và 3 dự án nhà ở shop house kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại. Hiện nay các dự án đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành, đặc biệt là đối với các dự án khu nhà ở thương mại tại phường Đức Ninh Đông, khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải. Vấn đề đặt ra là phần lớn các dự án vẫn chưa thể hoàn thiện đưa vào đấu giá. Nguyên nhân vướng mắc chủ yếu là do người dân chủ sử dụng đất không phối hợp trong quá trình trích đo, quy chủ hoặc không đồng tình với phương án bồi thường hỗ trợ. Giải pháp của Sở Xây dựng từ đây đến cuối năm là sẽ phối hợp với các ngành để thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay cái giải phóng mặt bằng là cái khâu là mắc nhất trong cái tiến trình mà thực hiện các cái dự án. Khâu thứ hai là tập trung tháo gỡ các cái khó khăn của các cái nhà đầu tư mà có những cái vướng mắc thì sở sẽ tập trung phối hợp với các ngành tập trung tháo gỡ. Để giải quyết những khó khăn còn tồn tại, từ nay đến cuối năm 2020, Sở Xây dựng Quảng Bình sẽ tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, quy hoạch kiến trúc các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới đảm bảo đồng bộ đúng quy định của nhà nước. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh vi phạm quy hoạch, thiết kế đô thị trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới, tham mưu kịp thời công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, kiến nghị đề xuất với Ủy ban nhân dân những khó khăn mà trung tâm thẩm định giá đất vướng mắc trong cơ chế chính sách để các dự án nhà ở đô thị thương mại sớm đi vào hoạt động. Tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm của huyện, năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã phê duyệt 45 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Cụ thể, từ nguồn vốn chuyển tiếp của năm 2019, huyện đã triển khai thực hiện 19 dự án về chăn nuôi và trồng trọt. Năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện 13 dự án chăn nuôi lợn, 11 dự án chăn nuôi bò lai sinh, 2 dự án nuôi ong bản địa lấy mật, với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Huyện Minh Hóa tập trung đưa các loại cây trồng vật nuôi hiệu quả kinh tế cao như bò lai, lợn ngoài, keo lai nuôi kẻ mô vào sản xuất nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy, một số trang trại, hộ gia đình chăn nuôi đang tập trung tải đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thị trường. Thời gian qua,
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn các trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi lợn, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý kịp thời một số bệnh thông thường không để lây lan ra diện rộng. Nên trong 9 tháng qua, chăn nuôi lợn từng bước phục hồi, chất lượng đàn được nâng lên. Hiện toàn huyện có trên 36.000 con, bằng 107,18% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 14.200 tấn, tăng 2,34% so với cùng kỳ. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin lũ khẩn cấp trên sông Kiển Giang, tin lũ trên các sông tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, mực nước trên sông Xanh đang xuống chậm, trên sông Kiển Giang mực nước đang lên lại. Mực nước lúc 7 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2020 trên các sông như sau. Sông Rào Nầy tại Đồng Tâm 10,42m, dưới báo động 2 2,58m. Sông Xanh tại Mai Hóa 4,33m, dưới báo động 2 0,67m. Trên sông Kiển Giang tại Kiển Giang 10,22, dưới báo động 2 0,78m. Tại Lệ Thủy 3,15m, trên báo động 3 0,45m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Kiển Giang tiếp tục lên chậm, mực nước trên sông Xanh tiếp tục xuống chậm, mực nước trên các sông có khả năng như sau. Sông Xanh tại Mai Hóa đạt 3,80m, trên báo động 1 0,80m. Sông Kiển Giang tại Lệ Thủy đạt 3,50m, trên báo động 3 0,80m. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng vẫn còn xảy ra trên hạ lưu các sông, đặc biệt các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, ngập úng ở thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 9 tháng 10 năm 2020, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 94 đến 99%. Khu vực thị trấn Quý Đạt nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 95 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 93 đến 100%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 92 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%. Khu vực thị trấn Quảng Hào nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 91 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 93 đến 100%. Vùng biển có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5. Có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.